tháng 8 năm 2024. Bài suy niệm của tu xá Đa Minh Dũng Lạc, dòng nữ Đa Minh Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 19. Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng, nhưng Đức Giêsu nói: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Trong Kinh Thánh đã nhiều lần nhắc đến đặt tay và cầu nguyện. Vì sao mà cha mẹ lại dẫn các em đến với Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện? Vì họ tin rằng qua cử chỉ này các em sẽ được ban phúc lành. Thế nhưng các hành động đó đã làm cho các môn đệ cảm thấy bị làm phiền, làm mất thời gian, đã cản trở công việc và hành trình của người. Nhưng Đức Giêsu đã không đồng ý với thái độ của các tông đồ, nên người nói: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Qua bài tin mừng này, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng trẻ em cũng có nhân quyền, cũng cần được tôn trọng, được yêu thương, được bảo vệ và chở che. Trong khi đó, các em đang sống giữa một xã hội có quá nhiều nguy hiểm, nạn lạm dụng tình dục, sự bóc lột sức lao động, thiếu sự quan tâm của cha mẹ, nên các em không được dạy dỗ, trong khi sống trong môi trường đầy gương mù, gương xấu. Những điều đó chính là rào cản các em đến với Chúa Giêsu. Vậy, với tinh thần của người rao giảng tin mừng giữa thời đại ngày nay, chúng ta sẽ làm gì để đưa các em đến với Chúa Giêsu? Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có một tấm lòng đơn sơ, tôn trọng và yêu thương mọi người, kể cả các em nhỏ. Nhờ đó, con có thể đưa Chúa đến với các em và mọi người mà con gặp gỡ. Amen. Hãy nên như Chúa thơ, hãy sống như Chúa thơ. Chúa như trẻ thơ nương bóng mẹ hiền, đừng ai ngăn cấm chúng, hãy để trẻ em đến với Thầy. Hãy nhấc chân bạn nghe, Chúa đang ngóng chờ, tinh thần như trẻ thơ thật đáng.